Vâng, sau đây em lên sóng huyền thoại âm sắc của Lukman. Đó là model L80V nha các bác, L80V. Đánh loa Mỹ JB nhưng loa cổ, loa châu Âu rất tuyệt vời, đánh tăng noi cực kỳ hay luôn. Nói chung thì 80V rất là hay rồi, nó rất là nổi tiếng. Đây các bác cùng xem đồ đẹp. Con này hàng mạng về, giá thì cực kỳ tốt cho các bác là 18.500.000. Là các bác đã sở hữu một con 80V hàng bãi Nhật về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Đấy, máy rất đẹp nha. Đây các bác cùng xem này. Nét nè nè luôn nha. Giá là đã bao gồm phí ship cũng như là cân đối giá tốt nhất để các bác mình sở hữu để trong mùa này. Thì nó là chạy hai cầu loa nha, bắt được đi đầu vào. Series là 6460 nha. Buông thành sắc cạnh đó nha, không phải cắn nữa hết. Đấy. Đây các bác xem này. Mạch đẹp long lanh luôn nha. Đây là phần chỉnh bass chép, hiệu chỉnh bass chép tăng nâng cao. Ba lăng. Đấy, Lukman L80V nha. Mạch là nó hơi ngã vàng một tí nha các bác, phay vàng một tí. Đấy, có âm thanh lo nét này. Con này đánh những dòng bass 40 vô tư nha, những dòng lo tăng nó 40 như là tăng nó Eden được các bác, đánh tốt hết nha. Tại vì nó có lo nét nên nó là khỏe đấy. 18.500 nha. Các bác không nghe nhầm đâu, bởi vì em được nè đấu trực tiếp không qua khâu trung gian thì các bác tiết kiệm được rất là ít tiền. Đấy, tiết kiệm khoảng 500 1 triệu gì đấy. Tùy giá bác, chứ còn những con này rất là hot rồi. Giá là tốt nhất cho các bác là 18.500 nha. Cọc tiền các bác cọc khoảng 2 triệu nha. Còn chiên khoán đủ thì em vẫn bớt 200 như thường lệ. Đây là hai số điện thoại chính của em. Em mời các bác cùng xem là mặt tiền của nó một tí. Tại vì bên em là ship hàng và đấu giá và những sản phẩm chú trọng về cái trưng bày rất là nhiều. Còn đồ zin là tất cả em đều bao zin tuyệt đối cho các bác. Máy là máy chất bãi, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Tất cả nấm nút của nó là sáng tròn nha. Đấy. 18.500. Rồi sau đây mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Nó chạy 4 con sổ sắc nét đỏ đen nha. Tiếng của nó rất là hay. Gip L100 Cantori đồ vân vân, L166 rồi đánh cả những dòng 65 rồi vô tư nha các bác. Đây là phía dưới của nó, các bác sẽ có được 4 cái ốc để mở máy nè, mở 4 ốc này nha. Còn thêm mới không? Đây là phía dưới của máy, máy là sexy, nó là 7 màu các bác, tất cả tơ keo niêm phong này hay là bằng bo mạch này nha các bác. Mạch tất cả chạy thủ công hết nha, tất cả zin hết từ những cái thép này. Đấy, sau đây mời các bác xem bên trong nha. Nó chạy 4 con sổ sắc nét đỏ đen nha. Đây này, cấu hình của L80V. Các bác sẽ thấy nó rất là đâu ra đó. Đây là phần âm sắc, đây là phần sò và nét đỏ đen nha. Nó chạy sò nét đỏ đen. Đây nữa, con trên con đen, con dưới là con đỏ nha. Tiếng rất là ngọt nha. Điện 100V nha các bác, 100V nha. Sexy là 7 màu hết nha. Máy là zin tuyệt đối, nghiêng mặt mặt. Máy chắc bãi về từ cầu trì của nó đấy. Cầu trì nguyên mặt luôn này. Đấy. Bác nào lấy thì alo cho em nha. Một em duy nhất trong đợt này về thôi, không có em thứ hai. Em xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo nha. Bác nào lấy thì alo cho em qua hai số điện thoại trên. Hay là con Lukman 80V. Đấy, sổ nét nha. 80V đẹp trưng, nó chạy sổ nét. Series là 8460 nha. Sexy là 7 màu. Đấy, tất cả dây buộc của nó này nguyên chất mộc luôn nha. Đấy, nguyên cái dây buộc của nó để rút. Sẽ là 7 màu, đây là tăng phô 7 màu luôn. Đây là những con kích, mỗi vé nó chỉ có là 3 con kích đen, 2 con kích xanh cho mỗi vé này. Đấy, tổng là 1, 2, 3, 4 em 1, 2, 3, 4 em chia ra mỗi vé này các bác. Với trái với phải, mặt âm sắc đấy. Đây là phần công suất 4 con sổ sắc này. Đây là hai cái tụ 10.000 whip nha. Đấy, thì cơ bản cấu hình của nó là như thế mà rất là hay. 80V rất nổi tiếng rồi, từ con L80 ấy, thì rất là ok. Lên 80V nó hay hơn nhiều so với con 80 nha các bác. Đây là con 80V được tìm kiếm nhiều nhất. Đây là hai số điện thoại chính của em, các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất nha. Mình chào các bác nha, thì đây là cặp loa L100. Đây là một dòng loa rất là hay ở phân khúc, rất là nhiều các bác tìm cặp này. Và hiện nay em về được một cặp L100 này. Đấy. Và giá luôn luôn tốt cho các bác và nó rất là đẹp nha. Em tuyển lựa và dẫn từ bên kia là về hàng đẹp. Đấy. Đây là cặp L100.
Hiện tại em đang giao các bác là 24.500. Đã ở tầm tiền này các bác khó tìm một cặp loa nào mà hay qua cặp L100. L100 rồi tới L100 Canterbury thì nó nâng cấp nhị thôi, không khác gì các bác nghi khó nhận ra lắm. Thì nghi là 9,5-10 thôi, nhưng mà nó chơi nhau cả 5-6 triệu. Đấy. Nên ở phân khúc tiền này thì em đang giao các bác giá rất là tốt nha. 24.500 các bác đã sở hữu một cặp loa L100 rất là đẹp nha. Đây, rất là đẹp. Dòng này là cấu hình Adico nên các bác nghe tiếng rất là nhẹ nhàng, nghe nhạc vàng thì quá tuyệt vời. Thì L100 là nó thuộc trong một cái top gọi là huyền thoại JBL rồi. Chất tiếng hay, mượt mà, grip dễ dàng, âm ly đèn hoặc là âm ly khoảng 50W, những dòng âm ly cổ đều khai thác tốt những dòng loa này. Cấu hình của nó là bass Anico, mid Anico và chép LI mũi đỏ danh tiếng đặc trưng của dòng L100, và thiết kế của nó thì rất là đẹp. Gân vải tẩm dầu bass 30 nha, tất cả loa mộc mạc hết từ bass mid chép. Đây các bác, từ đẹp nét căng thế nha, mộc bách mộc hết nha các bác. Hai bi tinh chỉnh cho dải mic và dải chép nha. Hai bi tinh chỉnh cho dải mic và chép. Ai chép LI 25. LI 25 danh tiếng mũi đỏ này các bác, mũi đỏ nha. Còn dòng mũi đen á, nó ở những cái series dòng lo khác. Còn là lo mic này các bác, lo mic Anico luôn nha. Nói chung cấu hình của nó là Anico, có nghĩa là kiểu như từ vĩnh cửu đó các bác. À, một lỗ thông hơi phía trước đặc trưng dòng L100 á, thì nó sẽ có cái viền cách điệu như thế này để phân biệt L100 và L100 Canterbury. Thì nó trên nhau khoảng 5-6 triệu, nhưng mà nghe thì 9,5-10 thôi. Nên ở phân khúc mà trên 20 và em đang giao các bác là 24.500 là một lựa chọn rất là đúng, tuyệt vời về chất âm cũng như là hình thức, dễ phối ghép. Và bên em là chuyên lo Mỹ, còn lo Nhật thì ít cho các bác, chuyên lo Mỹ. Mà khi đã nghi lo Mỹ rồi thì khó mà lòng mà qua được lo Nhật. Thì dòng JBL thì nó rất là chuẩn tiếng, từ bass mid chép ba dải rất là hài hòa. Và sau đây em mời các bác cùng xem thùng vách nha, chứ còn tiếng loa đẹp ngất ngay. Loa thì em bao zinc tuyệt đối nha, mộc mạc, và cũng như là loa chắc bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Và đây là cặp loa L100, gọi là L100A đó các bác, L100A. Đây là phía trên nắp của loa. Đây, cạnh của bên phải của loa. Chuẩn bị Tết rồi, em về những hàng đẹp không để phục vụ các bác. Tuy không có nhiều nhưng Live Ride cũng có về sản phẩm cho các bác. Hàng đẹp hết nha các bác. Chúc các bác nhìn cái trạm loa, các bác thấy độ mới của sản phẩm thì các bác biết được cái chất của sản phẩm như thế nào. Bên em phục vụ các bác là hàng chất nước ngoài về, nước một. Các bác là người sử dụng những cặp loa này đầu tiên tại Việt Nam. Đây, phía sau keng luôn, không một vết cắn gì hết. Nói chung là nhìn các bác nhìn cái trạm loa này, nó mới, nó sử dụng trạm mỏ chim nha bác. Đút vào và khóa lại theo cái lock. Cái lock là khóa này, open là mở này. Nghe chúng ta mở ra vậy, đút vào khóa lại vậy là thành, nó giữ chặt luôn. Đấy. Đây phía sau của nó nha. Hai bốn triệu năm là em Chiến đã bao gồm phí ship cho tất cả các bác rồi. Nếu các bác chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000 trực tiếp vào sản phẩm, đỡ tốn tiền phí thu hộ các bác. Chứ thu hộ tốn tiền 10 triệu nó lấy 100.000 rồi các bác. Nếu các bác chuyển khoản đủ thì em bớt thẳng vào tiền luôn. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu, vẫn giá 24.500. Cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu nha các bác. 2 triệu là em ship hàng nha. Cầm này là series là 2782, 2784 nha bác. 2782, 2784 nha. 2782, 2784 rất là sát nhau, nó đúng cặp nha các bác. Tại vì những dòng loa thời mà thủ công của JBL thì họ sản xuất từng chiếc chứ không phải là sản xuất từng kẹp như loa đời mới bây giờ. Nên những dòng loa của hàng Mỹ nòi như thế này với chất âm nó rơi vào huyền thoại rồi vẫn được săn lùng rất là nhiều. Vậy chứ các bác đi mua những dòng loa đời mới đắt gấp 2, gấp 3 là nghe không bằng nó đó các bác. Nên là rất, các bác chơi audio lâu nay vẫn săn lùng như em này mà nghe. Tại vì chất âm của những dòng đời của Mỹ nòi trước họ nó ra rất là nhẹ nhàng, nó không có ngốn công suất như những cái dòng loa đời mới bây giờ. Và đời mới bây giờ JBL vẫn sản xuất những sản phẩm theo cái thiết kế như thế này. Rồi thì em Chiến xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác nha. Bác nào có nhu cầu sở hữu cặp L100 này thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại này nha, 0978338142 hay là 0965770227. Em giao hàng và ship hàng tận nơi.